Từ những ngày đầu mới thành lập, chỉ với mấy chục đoàn viên thanh niên, trải qua hơn 40 năm phát triển và trưởng thành, đến nay năm học 2015-2016-2017, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B đã thực sự trở thành một cơ sở đoàn vững mạnh với hơn 1.200 đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại 31 chi đoàn, trong đó có một chi đoàn giáo viên và 30 chi đoàn học sinh. Đoàn trường luôn coi trọng công tác giáo dục đạo đức chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên thông qua nhiều biện pháp như học tập các bài lý luận chính trị, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thông qua các buổi nói chuyện, tọa đàm, các hoạt động ngoại khóa đã vun đắp ước mơ hoài bão và lý tưởng sống tốt đẹp cho đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó, đoàn trường cũng rất coi trọng các hoạt động tập thể, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đoàn trường thường xuyên tổ chức thi rung chuông vàng, thi tiếng hát học sinh, thi đấu bóng đá nam học sinh khối 12 và các trò chơi dân gian rất bổ ích cho đoàn viên thanh niên. Trong nhiều năm nay, đoàn trường cũng đã thành lập và duy trì hoạt động ổn định có hiệu quả của nhiều câu lạc bộ như câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ cầu lông. Tất cả những hoạt động ấy đã tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, rèn luyện kỹ năng sống và góp phần phát triển toàn diện cho đoàn viên thanh niên nhà trường. Có thể nói, với một định hướng đúng đắn cùng với những phương pháp làm việc khoa học hiệu quả, trong nhiều năm liên tục, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B luôn là một trong những cơ sở đoàn đi đầu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của huyện Trực Ninh, với rất nhiều những bằng khen của Trung ương đoàn và tỉnh đoàn, đã góp phần tô thắm thêm cho bảng thành tích chung của nhà trường trong 40 năm xây dựng và phát triển vừa qua.